À, một cái mẹt gà này là một con gà với 10 cuộn cơm là 420 ngàn. 420 ngàn nha cả nhà. Nhưng mà chị ơi, em hỏi câu này cái, trước giờ là có ai ăn mà một người ăn hết một cái mẹt này không? Chưa em, chưa bao giờ. Coi như là vượt kỷ lục của Loan. Mình phi hết luôn ạ. Mình phi hết luôn ạ. Ôi. Trời ơi, nhiệt tình quá vậy. Cho xin thêm miếng. Ngon. Ngon quá. Quá đỉnh. Sang chấn luôn rồi chị ơi, sang chấn rồi. Đây, còn xíu anh trai, sao có nói không nghe đâu. Thì bây giờ là mình đang đứng ngay một cái đèo, không biết là đèo gì nữa. View ở đây rất là đẹp luôn. Dạ, chụp hình hả? Đây cả nhà nhìn view mình nè. Trên là có mây núi. Ở đây là suối chảy xuống. Cái suối này á, xin vô nha. Cái suối này là nó chảy từ trên đây nè. Ta thường hay đến đây và đúng đã chụp hình. Bây giờ mình sẽ qua mình chụp hình. Bây giờ cả nhà coi cái view vậy thôi. Lát nữa mình sẽ kiếm quán ăn để gửi đến cho cả nhà nha. Đi. Đây cả nhà nhìn sau lưng mình nè. Wow. Thác chảy đúng đẹp luôn á. Mấy cái suối này hình như nghe nói là nước rất là sạch. Nè. Xuống. Nước trong mà và chắc chắn là sẽ rất là mát lạnh luôn. Tạm biệt rừng núi, ta đi đây. Đây, đường lên cảnh bồng tiên, bồng lai tiên cảnh nè. Mình đang đi lên dốc. View quá đẹp. Không biết lát nữa mình có. Ở đây cũng có suối chảy nè, nhưng mà ít nè. Wow. Chị nghe Sumo đang làm gì đó. Nhìn như đinh bộ lĩnh vậy. Đúng không? Tiến lên. Tấn công cái quán ăn ở Đà Lạt. Chị nghe mang cái nón của anh Sơn Dược Vlog này cả nhà, để mà nghe tiếng về Đà Lạt. Tên tình yêu của người Bình Định nữa. Đúng rồi. Ở Sài Gòn, tiếng về Đà Lạt thôi. Đây. 2 hours later. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ ngồi trên xe nữa thì bác tài đã đưa mình đến Đà Lạt rồi. Mình đang có mặt ngay con đường Nguyễn Văn Trỗi. Bây giờ mình sẽ vừa kết hợp món ăn và vừa giới thiệu đến cả nhà một cái khách sạn homestay và với cái view rất là đẹp luôn. Thì đây là lối đi xuống nè, đây là hẻm 85 Nguyễn Văn Trỗi. Wow. Cả nhà đi với Funny Hùng nha. Đà Lạt thì cái đặc trưng là những cái con hẻm như vậy nè cả nhà. Những con hẻm mà nó dốc xuống giống vậy anh ha. Đúng rồi. Cái homestay này là của một người bạn của một người chị của Võ Sư Lộc á Dương. Dạ. Và lần này mình đến thì Võ Sư Lộc đã là người liên hệ để mà đặt cái chỗ này cho mình. Đó. À. Dạ chào chị. Dạ em. Dạ. Chào cả nhà. Cả nhà thấy chị chủ có dễ thương không? Giọng nói của chị cũng rất là ngọt ngào luôn. Đó. Thì hôm nay em cũng rất vui vì được lần đầu trải nghiệm đây. Lần trước là em là người ngồi edit cái clip đó. Anh Lộc anh gửi về cho em. Xong rồi em edit cái clip đó. Thì nhà nghỉ khách sạn homestay của mình là tên là Lê Nguyễn Home hả chị? Đúng rồi em. Đây nè. Đó. Em thấy ở đây cái bề ngoài của khách sạn á chị. Và nhìn nó rất là sang trọng luôn á. À, chị của chị thiết kế. Dạ. Chị của chị là người nghĩ ra ý tưởng như thiết kế như vậy. À, em thấy nó giống như không châu Âu đúng không? Đúng rồi. Phong cách châu Âu quá cả nhà. Đáng đưa vô trong mình sẽ cho cả nhà coi. Đứng ngay đây thì mình
hỏi chị Kim. Đây là chị Kim nha cả nhà. Thì chị Kim ơi, cái đây là địa chỉ mình là số bao nhiêu mà chị? À, địa chỉ của Lê Nguyễn Hôm là 85/2 Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, thành phố Đà Lạt. Đó. À, chị có phải người Đà Lạt không? Chị là người Đà Lạt. Đó, nên giọng nói rất là ngọt ngào luôn á. Nhưng mà chị ơi, mình có thể đặt phòng á qua những cái kênh nào chị? À, đặt theo số điện thoại của chị. Luôn. Đúng rồi, số điện thoại của chị. Số bao nhiêu vậy chị? 0939707786. Dạ. Đó, thì thôi, bây giờ mình sẽ vào trong mình nói tiếp đi. Còn nhiều cái em muốn hỏi chị lắm. Mời cả nhà. Dạ, đi cả nhà ơi. Vào đây là mình sẽ có cái dép sạch mình mang trong nhà luôn nha. Đó. Đây, Dương ơi, quay sơ qua cho cả nhà coi nè. Bước vào cảm thấy rất là lộng lẫy. Không gian nhìn kiểu ấm cúng không? Có một cái bếp sưởi nữa kìa. Đó. Chị, mình có đặt qua Agoda hay là Traveloka hay gì không chị? Không em. À, mình đặt qua số điện thoại thôi. Số điện thoại của chị. Ủa, nếu vậy thì làm sao mà khách người ta biết được cái homestay của mình ở trong hẻm này ta? À, chị đã mở được 4 năm rồi. Dạ. Nên là cũng có một số lượng khách quen, thân thuộc rồi giới thiệu. Dạ. Đến với chị. À, khách quen. Thì hôm nay em cũng có rất là nhiều người quen. Ồ, em được quá nhiều rồi. Những người quen coi clip ơi, ai mà muốn đi du lịch á Đà Lạt mùa này thì cả nhà có thể nhanh tay đặt qua số điện thoại của chị Kim nha. Và ôi chị, em hỏi cái này là nó, tại vì cái giá phòng thì nó cũng lên xuống á, thì chị có thể cho em biết cái mức giá hiện tại là như thế nào không ạ? Chị thích hợp theo thí dụ mà gia đình. Gia đình ở, nếu mà thuê hết nguyên căn nữa, chị cũng có thuê hết nguyên căn thì mình có thể nấu nướng nè. Gồm 6 phòng, 3 đơn phòng. 3 đôi. Rồi nếu mà thuê từng phòng á, thì giá dao động từ 400 đến 600. Ồ, chị, cái đó hình như là giá trong tuần hay sao ạ? À? Hay là giá cuối tuần luôn? Giá trong tuần, cuối tuần giống nhau. Ủa? Chị không có lên giá. Ồ, thường những chỗ khác là sẽ thứ 6, thứ 7 là giá nó sẽ cao hơn. Không, chị nhưng không. Nhưng mà ở đây là từ 400 đến 600 nha cả nhà. Ở đây mình ra chợ gần không chị? À, cách chợ 800m. 800m. Ví dụ mà mình muốn thuê xe máy thì... Ở đây có cho thuê xe máy, xe 4 chỗ, xe 7 chỗ. Ồ, xe hơi luôn. Vậy là gia đình mình thuê ở đây là quá thích hợp. Rồi, mình sẽ đi tiếp nha. Đây là bếp. Bếp. Đây là bàn ăn. Dạ. Rồi. Bếp là mình sẽ kiểu như gia đình muốn nấu ăn đúng không chị? Đúng rồi. Nếu mà mình thuê nguyên căn á, thì gia đình mình có thể nấu ăn. Dạ. Rồi thoải mái ở trong... Nhiều bàn lắm. Đúng quá rồi. Trời bàn để ngồi luôn á. Rồi, chắc mình đi lên lầu nha. Ở trên đây mình còn một cái phòng sinh hoạt chung nữa. Dạ. Hiện tại thì chị đang là ngày trong tuần nên chưa có khách và anh em mình đang gọi là độc chiếm luôn nguyên căn. Tranh đẹp không? Quá đẹp luôn ạ. Tranh này là triệu đô đó. Đụng vô là không có tiền đền đó. Rồi chị Kim ơi, thì cái phòng này của mình là phòng loại phòng gì vậy chị? Đây là phòng đôi dành cho gia đình á. Dạ. Phòng đôi này cả nhà. À, đây là giường lớn ở phía ngoài, giường 1m8, giường nhỏ phía trong. Giường nhỏ này Dương. Vậy kiểu như gia đình mà hai người lớn và hai em bé á, mình ở phòng này thì rất là phù hợp luôn. Cũng có ban công nè, nhưng mà cái ban công thì cũng nhỏ nhỏ. Rồi. Ta-da. Giá phòng ở đây chỉ từ 400 đến 600. Mà cả nhà thấy cái phòng rất là đã. Chị, em xin phép em nằm lên được không? Nằm được chứ. Rồi đi ngủ luôn. Đó. Nói chung chị là cũng chị người quen mình mới dám làm vậy cả nhà. Rồi. Đó, ở đây là có thêm mấy cái ghế sofa nữa nè. Hai cái này là hai cái đồ để đầu bàn, đầu giường. Tivi, wifi có đầy đủ hết nha cả nhà. Tivi này kết nối với YouTube không chị? Có, kết nối với có luôn. Cái này thì mấy em bé sẽ rất là mê. Nhà vệ sinh đi. Nhìn kiểu cũng sang trọng ghê luôn á. Đúng rồi. Và cả nhà nhớ nha. Ở đây nè. No smoking. Phòng khách sạn nào cũng vậy. Chúng ta đừng nên hút thuốc. Tại vì kinh phí cũng như là thời gian để vệ sinh một phòng rất là lâu. Rồi một lần nữa thì cảm ơn chị Kim. Và chị Kim có thể đọc lại số điện thoại đó nếu mà mùa này chuẩn bị bước vào mùa du lịch, ai muốn thì liên hệ chị được không? Số bao nhiêu chị? Số điện thoại của chị là 0939707786. Cả nhà đặt phòng thì liên lạc với mình nha. Đó, nghe giọng là cũng như là cái giá phòng là cả nhà sẽ ưng liền. Rồi,
Còn bây giờ thì em xin phép chị, em sẽ nhận phòng và em kiếm một quán ăn nào đó để em giới thiệu đến cả nhà. Em đói rồi. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn em nhiều lắm. Dạ chị Kim. Rồi. 1 hour later. 1, 2, 3 diễn action. Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tha. Ok. Vàng siêu mẫu. Ok, mình đi kiểu cắt khóa đi. Cắt khóa anh sao? Lên trước. Quá dữ luôn. Nhưng mà đi nãy giờ đói. Thôi không được, anh em cứ đi đi. Không cho đi nổi nguyên cái bụng mỡ. Yeah. Miss Trang. Miss Trang. Miss Trang. Ôi tay rồi. Quá đẹp luôn. Ai trước cần cảnh nha, bữa nay Hùng phải đến chính trang làm sao rồi. Đúng rồi cả nhà ơi. Cái video vừa rồi Vũng Tàu đi. Vừa rồi có clip ở Vũng Tàu á cả nhà. Clip đó là Trang Pha Ke. Còn đây mới là Trang Rie. Bữa nay Trang mới là Trang đẹp. Hôm bữa là do chứng ngại đi tiêm chích cộng. Thì nãy giờ mọi người đi từ đó xuống đói chưa? Đói rồi. Đi nãy giờ 5 mét đói lắm rồi. Ê, đi nhiều dữ. Anh, ở đây em thấy có quán gì nè. Đó, thì đó cũng là quán mà anh muốn giới thiệu đến mọi người đó. Huy Hoàng. Đó Huy là quán này, cơm nướng gà, cơm gà nha. Nướng cơm lam. Gà nướng cơm lam. Wow. Yeah. Cái món mà tất cả mọi người đều cảm giác ăn là thấy bị bó cuộn lại, cuộn trong gì biết không? Cuộn trong sự ngon và sung sướng. Đúng rồi. Đi đến Đà Lạt chúng ta không nên bỏ qua món này. Đúng không? Chính nhắc xác. Đến Đà Lạt là phải nhắc đến cơm lam. Yeah, lady đúng first. Mời okay, mọi người. Lady first. Thôi đứa mình già nhất mình nhường cho trẻ nhất nè. Trẻ nhì nè. Trẻ ba nè, mình già mình đi phía sau. Vậy giờ đi mạnh mẽ chưa? Trời ơi, trời ơi. Ba già đi nè. Cả nhà ơi, đây là chị chủ nè. Đó, chị là người đã làm ra những cái món đồ ăn trên bàn rất là nhiều món luôn. Dạ, hôm nay mình mới đến đây mình tính review quán thôi. Nhưng mà chị nói là thôi mình đến đây mình ăn thử thách luôn đi. Đó, cho nên chị Nga cũng gọi là có máu lửa và đã ăn nhận thử thách ăn nguyên một cái mẹt gà cơm gam cơm lam luôn. Chị ơi, nhưng mà em hỏi một số thông tin cái là quán của mình là mình bán khung giờ nào chị? À, mình bán từ buổi 9 giờ sáng cho tới 9 giờ tối. Dạ, ngoài món cơm gà nướng cơm lam này mình còn món nào nữa không chị? À, mình còn có thịt nướng lươn ngỗng và lẩu gà lá é. Lẩu gà lá é mà có salad nữa nè chị ha. Đúng rồi, có salad, đậu su sầu tỏi, mấy món ăn kèm. Dạ, bây giờ mình hỏi thử giá từng món nha. Ví dụ salad này bao nhiêu chị? Dạ, salad là 55.000 một phần. Dĩa này 55 nè. Rồi. Còn thịt nướng à? Thịt nướng là 180.000. Dạ. Và lươn ngỗng là 90.000. 90.000. Ồ, thịt nướng 180, em thấy nó nhiều quá chị ha. Rất là nhiều thịt luôn. 1 kg. Ừ, dạ. Còn cái món gà này thì sao chị? À, một cái mẹt gà này là một con gà với 10 cuộn cơm là 420.000. 420.000 nha cả nhà. Ồ. Tô súp thì sao chị? À, súp thì là 99.000. Ừ. Súp này là súp hải sản đúng không ạ? Đúng rồi. Đó. Trời, hôm nay là ngoài hai cái mẹt ra là hai đối thủ còn ăn thêm hai cái súp nữa. Đúng rồi. Hai chén súp. À lột, hai thí sinh. Em lột. Đó là những cái món đó, món ăn và thông tin của quán. Nếu như mà ai muốn thì hãy đến để trải nghiệm tại quán. Địa chỉ bao nhiêu chị? À, 453 Hai Bà Trưng, phường 6 Đà Lạt. Huy Hoàng đúng không ạ? Đúng rồi, quán gà nướng cơm lam Huy Hoàng. Dạ, nhưng mà chị ơi em hỏi câu này cái trước giờ là có ai ăn mà một người ăn hết một cái mẹt này không? Chưa em, chưa bao giờ. Ví dụ như mẹt này thì mấy người ăn chị? Mẹt này bình thường quán của chị vào là 4 người ăn. Vậy là cái cơm lam này rất là nhiều, nó nén hỏng. Dạ. À, có một lần thì có hai vợ chồng ở Sài Gòn lên thì hai người ăn hết một mẹt này. Và chưa có ai mà một người mà ăn hết một mẹt này. Mà rất là ngưỡng mộ chị Nga nên là nếu mà hôm nay hai với người ăn hết là... Nên là hôm nay thử sức hai anh chị. Dạ, em sẽ cố gắng. Coi như là vượt kỷ lục của lá. Mình phi hết luôn ạ. Mình phi hết luôn ạ. Ôi. Trời ơi, nhiệt tình quá vậy. Dạ. Được ăn ngon mà còn được chủ quán miễn phí nhưng mà người ta nói là được ăn, nói mà được gói mang về luôn á. Dạ đúng rồi. Mà kiểu như cái này là chị thử thách trên kênh của mình thôi nha cả nhà, chứ không phải là thử thách những vị khách đến đây ăn một cái này là được miễn phí nha. Quán thử thách trên kênh của Phân Như Hùng đây nha cả nhà, video này là chân tình của Phân Như Hùng. Hôm dạ. nay vốn dĩ là Nga chỉ là để ăn gì thôi. Tí Nga sẽ đi ăn lẩu gà lá é của Đà Lạt. Nhưng mà chị đã nói là rất là quý em và chị coi em thì không biết là sao mà em có thể ăn được như vậy. Thì em có thể là
ăn thử cái món ăn ở quán chị không? Thì lúc đầu thì Ngân nói ừ ok chị, thì mình chỉ là định là nhận lời review với Hùng ngồi chơi thôi. Nhưng mà thấy gà lên ngon quá, kêu cô chị ơi làm nguyên mẹt kem bây giờ đang hối hận nha. Nó mà bốn người mà ăn hết một cái mẹt là cảm giác là rung rồi đó. Đó rung rồi đó. Dạ. Ok vậy em xin phép là có thể là mình thử, em thưởng thức được cái món cơm lam với gà nướng ở đây, và chị ấy có thể là ngồi và ngồi chơi với tụi em. Ngồi chơi tham gia. Rồi, ok, rồi mời mọi người. Rồi chị Ánh đếm cùng em, chị Ánh đếm cùng em nè. Rồi. 3 2 1 bắt đầu. Vô. Mời cô chị chú bé anh sẽ gần nha. Rồi. Rồi, mời chị Nga, mời vô. Mời Trang, mời vô. Mời chị chị chủ quán của vô nào. Mời anh Thiên, mời vô anh. Trời, cái cục này 500 người ra không vô anh. Trời lạnh nhưng mà sao vào đây thấy ấm áp quá. Chị ơi, cái nếp này là nếp gì á chị? Anh okay. Nướng bằng cái ống tre cả nhà, cho nên có những sợi tre nè. Mình ăn cái này mình chỉ có mình rửa sợi tre thôi Dương nha. Dương, với lại chị Nga có cần dùng chén không? Cho chị Nga coca với trà đá đi bé ơi. Coca đây, trà đá, đợi xíu. Cảm ơn mọi người. Vô em ơi, vớt nào. Chấm cái gì? Chấm cái nước tương đỏ này chị. Thôi. Ôi, muối mè. Cơm lam mình chấm với muối mè. À. Ngon quá chị ơi. Rồi cái muối đỏ này. Ăn lên Huy. Trà đá chị gái ơi. Cảm ơn em trời. Cái gì ăn cái gà đẹp không giòn chị? Ừ. Nó là nếp gì chị em? Lá cọng ăn đâu. Vô lá cọng. Cái chấm đỏ ăn nó là ngọt ngọt ngọt. Ngon. Wow, cái cơm nó dẻo quá nha ơi. Đó này là chén cho bé Như nha. Đó, đang tính bóc cho Như luôn nè. Để đây cho Như. Phân biệt đối xử nha, ai cũng có đũa, chị Nga không có đũa, Nga buồn quá. Gà lăn quá Vương ơi. Phần thưởng của em nè. Tại món cơm này phải ăn bóc quá chị Nga. Cơm lam nè cả nhà. Nga cách thức ăn. Như có vẻ là phải buồn không Như? Thử không, em muốn thử không? Thôi đã luôn. Dạ, chơi chị. Em muốn chấm cái gì? Chấm nước đỏ đi, Vương nói ngon. Nghe nước đỏ ngon. Cảm ơn chị. Không có chi bé ơi, bé đang vất vả mà. Ai chị nha. Dạ dạ. Dạ chị. Dạ. Ôi dạ. Món ngon đấy. 10 phút là ra. Ở đấy cho anh đó, ở đây có canh gà lá giang nữa cả nhà. À lẩu gà lá é. Lẩu gà lá é. Chị. Rồi còn có canh gì không à? Ờ, ngọt. Canh gà lá giang thì nhà mình muốn thì mình đã bán. Wow vậy hả? Nhớ sức thì nhớ thật quá anh. Nhìn tôi rất là đẹp nha. Wow. Rồi trộn lên. Ngon em review đi. Ăn lại. Cua. Bên này là thiếu là cái loại thêm. Bắp. Dạ dạ. Tôm. Thử cái nước súp này. Ngon rồi, hốc kìa. Dạ. 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 Ngon. Chị lấy lên đi. Lần đầu tiên ăn cái nếp mà ngon rồi nữa. Với ngoài nó nhưng mà có ăn hết đâu nè, không biết hên xui thôi vậy chứ nhiều lắm á. No là no ở cái gạo á chị. Ngon cơm lam chứ, cơm lam á. Mình cứ tận hưởng gì phút này trước đi anh. Đúng rồi, mình chấm cái người ngẩn nha. Chưa dư quá rồi. Trời, ngon quá nha. Cái da gà đây cả nhà ơi, nó không chỉ giòn mà nó còn có một cái mùi thơm của cái gì ta, không biết được. Mình biết hay không biết, mình chỉ phiền hỏi chịu ảnh thôi. Mình có hai loại nước chấm, chấm muối muối tiêu hoặc là muối ớt đỏ không chị? Muối mè hả? Muối mè chấm cơm lam. À muối mè. Rồi vậy là mình chấm cơm lam với muối mè, còn cái gà mình chấm với bên đây. Đúng là giống kiểu của Hàn Quốc rồi chị ha. Dạ. Ngon. Chấm luôn. Nguyên năm. Nguyên năm luôn hả? Ừ. Để cái gì ra đi. Trời ơi. Không? Tại vì 3 năm mới tới được 2 lần. À 3 năm mới tới được 2 lần. Dạ. Hai cái 1 năm 1 lần thôi. Anh à, 1 năm là cái màu này được. Nó đẹp quá đúng không? Đâu, chỉ có quá màu này Sài Gòn đó. Cái gì hả? Địa chỉ. Sài Gòn là 22 Xuân Việt Tân Phú, nhưng mà chỉ có giao hàng thôi. Tân Phú hả? Ồ, Tân Phú. Chị ở Sài Gòn 8 năm rồi, chị mới lên đây quán. À. 22 sao Việt Tân Phú. Rồi xong.
Trang nói là Trang sẽ đến quán và đúng không? Ý Trang là sẽ đến quán. Là mình đang ghé với chị Nga. Chị Nga ơi, em đặt em cho chị. Ok. Chị Nga sẽ cố gắng. Chị ơi, hồi nãy bạn bạn nữ xinh đẹp này có thắc mắc là cái màu của cái cơm này là lá cẩm. Lá cẩm. Chị, em biết cái màu này nè. Là của hoa đậu biếc đúng không? Là hoa gì? Đúng không chị? Đúng rồi. Để ở đây là không có dùng màu thực phẩm mà là dùng hoa nguyên liệu tự nhiên. Hôm lúc nào ăn để ý mình có bị dính hay không để nhắc mình cả nhà, quá tuyệt vời. Chị yên tâm thì em không bao giờ đói đâu. Tại vì em chỉ quay nhiều quá, em ăn nhiều lắm. Hổ không kìa. Giòn ha. Giòn. Mắt thấy nó giòn đấy. Cơm chấm vô muối me sao anh chị đây không bao giờ để em đói những cái hộp mà hộp muối á nó vừa ngọt vừa hơi mặn xíu mà vừa có cái mùi mè thơm những cái hộp muối hộp đường á mình cắn nó cứ lép bép trong miệng á mà mỗi lần cắn thì nó lại có những cái mùi vị mặn ngọt cũng như là cái hộp mè á cả nhà rất là thơm nha. Đây, mình xin phép mình ăn một miếng. Đây. Salad. Salad này có thêm cái trứng này cả nhà. Salad có thêm cái này là lá gì nè, lá tí tô. Ồ, có tí tô. Lá nhiêu bông. Gì vậy vậy? Ngon nha, rất là thấm. Ăn nó không có phải là nó lạc như là mình ăn rau không nè. Có thêm cái giấm nè, giấm chua hay gì nè. Ngọt ngọt. Sả lát tới đây ngon á. Mấy cây? Hai cây. Đây, bác Tài ăn hai cây thôi. Là bác Tài no rồi. Mà hôm nay hai người này ăn 10 cây với một con gà. Bác Tài yếu vậy, bác Tài thêm đi chứ. À đúng rồi, thịt đố. Làm sao bỏ qua được. Xin bếp. Mình sẽ lấy một nửa nha. Cái hết luôn em. Cái hết luôn hả? Ừ. Thử thách nha, với Dương đây là ăn hết cái mẹt này nè. Ok. À, đúng rồi. Cái này rất là cứng. Lấy là cứng thật hết tay thôi. Nhìn thấy chị Nga ăn chút hút hút hết cũng đã rồi. Mình cũng phải thử một chén nữa. Ngon mà. Mình quýt một tô luôn đi cho mà chắc. Đúng rồi. Trời ơi. Súp hải sản kìa. Nó thối nè. Nhưng ơi. Nó đã luôn á. Hey, em nghe mùi thơm không? Thơm. Của tôm đúng không? Như mùi của tôm vậy á. Có đã luôn không? Ăn thịt nướng đi Trang. Em đang ăn cái món nóng hả? Thịt nó mềm hả? Mà nó nướng nó ướt đã. Thịt nướng là cũng là best seller. Dạ. Thịt nướng ở đây một dĩa chị bán nhiều lắm nha. 180 Không. Em ăn nhiều lắm á. Đây, mình sẽ ăn món lươn ngỗng. Chị lươn ngỗng này mình chấm mấy món gì chị? Đó. Chấm trong cái đĩa. À, ăn trong cái dĩa kìa. Ngon lắm á. Ngon. Dương. Đúng rồi, món này là bác xưa thì nói đi. Cái nào rồi em? Ăn không trước rồi. Thịt nướng. Thịt nướng rồi. Ở đây là của chị là thịt nướng với gà nướng. Dạ. Rau thì có salad cùng với đậu xương. Là bao nhiêu bác xưa. Vô là phải bốn món đó là gì? Em thấy có hình như trong menu có cái đọt su xào tỏi nữa. Đúng rồi. Mọi người muốn ăn thử không? Món gì xào một phần nhé. Chị ăn xào cho em một phần thôi. Lâu lắm rồi không ăn đọt su. Đọt su á nó ngon hơn đọt bông bí đỏ nhiều lắm. Rất là ngon. Dạ. Em hái biết rồi. Ở bên kia em hái biết đọt su mà cuối cùng cái su nó không ra quả luôn. Nó nghỉ ra quả luôn. Nhưng mà nó mau ra lắm dù ánh. Trong một tuần nó ra liền à. Dạ. Cái lươn ngỗng không khó này ăn vào nhớ ai biết không? Nhớ ai? Đoán đi. Không phải, nhớ cho thế giới bò. Không, bỏ xin lọc anh chị. Thịt sông khói quá. Cái mùi sông khói á. Ồ, đúng rồi. Cái mùi đặc trưng của sông khói. À, cái bữa mà anh biết cho mỗi người một phần về ăn đó không? Thì đó anh Lộc á là cũng người đã đặt khách sạn để cho anh em mình đến Đà Lạt các nhà. Cảm ơn Lộc có rất là nhiều. Có gì ở nhà nha, nhưng mà vẫn rất là lo cho. Ra lên tim mình. Rồi. Tiếp đón cho em là một chị chủ rất là đẹp. Bây giờ một chị chủ bán gạch nướng cũng rất là đẹp. Hào sảng nữa.
Rồi bây giờ Như vô. Tới giờ Như vô chiến rồi. Chiến rồi, đẹp quá. Nè, Như vô là cái bàn này sẽ bốc hơi liền. Đó, 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 dữ dằn á, dữ dằn á. Rén liền, Dương rén liền. Mà quay, công nhận quay trong không gian này nhìn màu sáng rất là đẹp luôn. Đẹp không? Cái này nó không liên quan tới món ăn mà chị chủ ơi, sao da chị đẹp cái chị. Ừ. À, con gái Đà Lạt đẹp lắm, da đẹp quá. Da dễ hồng hào quá vậy. Ừ, cắm quá à. Chị ở Tân Phú. Nhưng mà chị sống ở đây lâu rồi. Đó. Ừ. Mình ăn hết nếp rồi nha cả nhà. Em đã hết 10 cây nếp rồi. Ồ, thôi hả? Hay quá chị ơi. Còn gà. Gà thì xin phép mà em gói mang về. No rồi. Của bán đi. No rồi chị ơi. Em bỏ cuộc. Em bỏ cuộc bây giờ chỉ có phân như hồng lăng nỉ em ăn rồi. Được rồi. Thiệt luôn đó bà chị luôn. Để có phân như hồng nói em ăn rồi chứ em không chịu ăn đâu. Em là mấy kiến ăn. Không lẽ giờ em kêu là em thừa biết chị ăn được. Nói chứ chị Nga ơi, cố lên nào. Ăn hết đi. Ok, vì lời nói của Hùng sức anh hãy truyền tới. Dạ. Yeah. Hey, mời bà Sư Lộc, mời bà công hai viên quan hậu của bà Sư Lộc luôn nha. Bạn tốt hai viên. Nghe nó hơi rối xíu nhưng mà thôi được anh chấp nhận được. Hai viên quan hậu. Hai viên quan hậu. Hôm nay lập võ sư Hùng. Rồi quay lại nào. Nghiêm túc nha. Nghiêm túc, nghiêm túc, vô. Ủa gì vậy? Giờ mới cười. À, vừa chậm mà. Lên kêu 10 cây rồi kìa, mình 2 cây rưỡi ngưng trời. Vừa chậm mà, chậm 2 nhịp. Chị Nga quá tuyệt vời luôn. Nga đúng chợ. Chị Nga quá đỉnh. Chị Dương, ở lộn chị Dương cũng vậy luôn, Dương cũng rất là hay nha. Đúng rồi, Dương là cứ từ từ điềm đạm đưa đó ra là hả, mới đáng chết rồi. Dạ, nhưng mà chị Dương á là người ăn khỏe nhất team em đó. Chị biết mà, im im là người mà thường người im im á là mới người ta là chị này. Coi vậy chứ nó hay lắm đó. Em mới cao hủ à. Tóc cho, tóc cho server hết đấu kế bên em rồi. Tự nghĩ chưa? Ghê. Ê, gì vậy? Ghê. Nói lớn gì vậy? Em nói ghê. À. Ghê. 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 Nó cười nói người ta ghê là xéo. Ờ, kỳ cục quá. Em cười bình thường nha, tự nhiên là. Gà nướng nhưng mà nó không có khô nha, trong nó mềm. Dạ. Ừ. Còn cái da nó kiểu nó giòn giòn, săn săn lại giòn giòn á. Đúng rồi. 5 mít rồi đó. Thấy tới đó là 5 mít rồi đó. 5 mít. Mất 5 hả? 5 là có rồi đó. Thấy tới đó rồi đó. Trời. Nói chứ chị miễn phí một bữa ăn này là tụi em mua rồi chứ chị miễn phí 1 năm thì không lẽ chị Nga là phải bay từ Mỹ về. Đúng rồi. Em không đành lòng đâu, thương chị lắm. Cứ vậy là chị có thể ủy quyền là được không chị? Anh chị đâu có ủy quyền nữa. Gài không được nghe, gài không được. Gài không vô. Ừ. Cái nước tẩm rồi. Lại em với lại chị Nga qua ăn tập luôn. Cái nước trong phần cái đùi á, nó nhiều xuống. Ồ. Ừ. Cái da chị, cái da đã luôn. Cái da nó thơm lắm á. Cái da thơm lắm luôn. Ngon ông rồi đó. Vô ăn à. Để hai cái luôn. Ơ nó câu câu chứ. Ừ. Nó giòn quá. Giòn ha. Tại thường không có nướng thì ăn nó sẽ không có nhiều mùi đâu. Cái để mở cái nồi không có mùi luôn. Chị Nga ơi, cơm lam ngon quá chị ăn được hai cây luôn. Ghê hả? Ờ. Chị đầu tiên hả? Ừ. Hai cái cơm lam luôn. Hả? Ai biết như cũng nói. Em ăn được một cốc tư của cái này nữa đó. Ghê rồi. Vậy tất là sao? Đồ ăn. Này, một nửa dĩa này là hồi nãy giờ anh Hùng đi quay là em kiếm hết một nửa. Được chưa? Quá dữ luôn. Đang thiệt em. Như như ăn thịt nướng thì thịt nướng ngon lắm. Nhưng mà ăn xong có thất vọng không? Thất vọng? Ăn xong thất vọng. Tại vì không đủ sớm. À. Đây, cái này là món gì chị Nga? Đọt su. Đọt su á, ngon. Đọt su xào tỏi. Ừ. Ừ. Quán chị có đủ món ăn chơi luôn cả nha. Ăn chơi thì cũng có. Ngon quá không ạ. Vô. Vô chị ơi. Vô nè cục ly nè. Vô. Một. Hai. Ba. Vô.
Đó là cảm ơn sự nhiệt tình của chị chủ quán gà nướng cơm lam Thu Toàn. Đây chị chủ quán là cả nhà ơi. Mà coi em có giấu đồ ăn đâu không? Nãy giờ chị ngồi ngoài. Nãy giờ chị ngồi ngoài cười và trầm trồ. Lần đầu tiên có người ăn thêm chét gà còn thêm tô súp nữa. Ngon, ngon ngon ngon. Không gian ở đây là gà ngon. Cũng có những cái tiếng nhạc như chưa mà mình nói bên quán sắp để mình quay clip thôi nha. Xong. Hết. Chị chủ đặt hết niềm tin vào chị Nga rồi. Chị Nga mới đến. Chị chủ bắt đội bên này rồi. Còn mỗi chữ nữa thôi, cố lên. Dạ. Cố lên Như ơi. Mình sẽ đặt hết vô sức rồi nha. Cười thường vàng chị Nga cái này là bên cô Dương. Béo nữa. Đây, hôm nay mẹ còn 3 người thì chị Nga đóng hết. 4 người. Không hết luôn nè. 4 người. 3-4 miếng cơm lam luôn kìa. Anh Hùng chưa? Mấy hôm qua ăn 1 miếng cơm lam có mấy miếng gà. Tí nữa Hùng xuống. Dạ. Làm sao cho hết cái mẹ nhưng đó mà không hết nổi đó chị, không hết nổi. Thì chị mới nói là một mẹ của nhà của bên chị là ăn 4 người mà. Bên, nên là khi mà chị thấy xem mấy cái clip của Nga với lại của Hùng, của Dương gì đó, xong chị nói sao mà anh giỏi thế, thì là hôm nay là hả các bạn có dịp gặp các bạn ở đây, cái mình mới có nhà ý là xem thử cơ. Dạ đúng rồi, không có nhiều anh tài xế nãy chị không bự rồi ăn cuối mùa mà còn rất là nhiều tôm, tôm bự luôn á. Dạ nhìn tôi sắp chất lượng không? Chất lượng lắm luôn á, em ăn tôm vớt lên hả nhìn đã vậy. Nó thơm lắm cả nhà. Thấy chị Nga rất ngon quá nên đẹp đẹp. Thử nào. Ngon ngon thiệt. Như là nước luộc gà ra. Mà biết ở đây có gà luộc không nha. Đúng không? Ừ, đúng rồi. Rồi. Vừa ăn hết thôi. Phu cuộc đi. Thôi quá. Không, tôi không có nếu không. Không. Ủa mà chị thấy đâu có bao giờ tôi em thua cuộc đâu. Không có, em thua hoài luôn chị. Ý là không bỏ cuộc em không bỏ cuộc, em không bao giờ bỏ cuộc thôi. Đó. Giỏi quá. Cho xin thêm miếng. Ngon quá. Ngon quá. Quá đỉnh. Sang chấn luôn rồi chị ơi, sang chấn rồi. Em quay cho anh Dương. Ông Dương cho cô Dương. Đúng rồi, chị có anh vuốt cho Dương ăn thôi. Vuốt. Đúng rồi. Cố lên Dương ơi. Có người cổ vũ kìa. Chị em vuốt Dương mới ăn nổi. Chị vuốt rồi. Chị vuốt rồi. Được chưa? Được. Được anh, được anh. Cố lên. Quá hay luôn cả nhà ơi. Chị chủ ngồi cười miết nãy giờ luôn. Sao bộ? Là bỗng thử. Phình lên chưa vậy? Chưa. Những nhà khoa học đang nghiên cứu. Mình nói ngồi những cái bàn cao à. Dễ ăn lắm. Em ngồi bàn thấp em hơi khó ăn một xíu nhưng mà vui. Với chị Nga đó có ăn rau. Đúng rồi, em không thích ăn rau đâu. Nhưng mà lâu quá mới ăn được đậu su luôn. Có biểu cảm nghĩ ngon không? Nãy giờ em không biết. Ừ. Giờ em đứng lên sớm quá. Nói em ngồi lại bình thường kia, nãy giờ em ngồi lại tiếp chứ ta. Đúng rồi. Ngồi. Em cầm cái gì vậy? Ngồi sao buồn? Ừ. À, Dương mà. Anh em. Giỏi. Tối nay bài tập thể dục với anh nha. Ngủ nữa. Qua 3 rưỡi sáng mới ngủ luôn. Ừ, hai thanh niên tập thể dục có 3 rưỡi sáng. Em tập xong á, em người em mồ hôi gì. Em nằm dưới đất em ngủ luôn. Ngủ đến sáng. Rồi, sáng rồi. Ủa, trong sáng em thấy làm cái ba đêm mà. Ngày hôm qua Dương ở. Hôm rồi rồi Dương ở ở Tuy Hòa, Dương tập động tác tập thể dục mà lúc mà Nga tính tiền á. Thì như Dương tập động tác vậy nè. Như đi cái. Đâu có đó, gì nó khỏe khỏe rồi à. Khỏe khỏe. Không biết tập cái gì luôn á. Ủa Dương tập gì em tập thể dục. Không. Cái đó. Ăn xong á, mình đi ra ngoài chợ đi mà làm phá đảo đi chứ có tiêu. Đúng rồi. Đúng rồi. Hợp lý. Hợp lý.
mà đặt nhiều cái đúng không? Đúng rồi, Dương sẽ ăn thử thách hai dùng cái lít chén chị chủ tướng à, lúc nào cũng nói nở nụ cười miết luôn chị coi đúng không? Chỉ đang nó thắc mắc là chắc bên em phải đem bé này đi nghiên cứu thôi. Biệt đời màng tang. Tập đoàn, tập đoàn màng tang. Chị biết đó, nhiều người đem đòi đem chị đi nghiên cứu đời đi một em mấy lần rồi em, mà chị nói là một mình ăn bốn tô thì là ăn bốn người, nhưng mà chị thấy thêm tôi nữa là chị nể rồi đó. Chị nghĩ chắc cách ghét trong đây đúng không? Không, cách ghét thì không có cách ghét, nhưng mà tại vì không thể nào mà cách ghét mà nhiều clip như vậy được hết, nhưng mà cũng không tin, nhưng tâm trí mình vẫn không tin. Và bây giờ ăn thử miếng rau đi Dương, bao chỗ. Bây giờ chị đừng nói với em chị vẫn chưa tin nha. Đâu có, đây rồi em sự thật. Đây nữa nè em. Đấy. Tin rồi. Ngon á. Tôm nhâm ngon hả? Ăn thử miếng rau đi Như. Em phải làm thêm một cục nữa. Trang ăn thử miếng rau Trang. Lộ ăn miếng thêm miếng nè. Nhớ qua đây ngay lúc cho miếng này Như. A hải miệng ra. A hải miệng ra lấy cái non non cho bé Như. Thử nha bé Như, thường bé Như là Dương không ăn rau nha cả nhà. Em cũng không ăn rau. Không ăn rau, Như ghét ăn rau lắm, nhưng mà bữa nay mình phải ép mấy đứa này ăn rau. Bởi vậy thấy salad tụi con quá trời vậy. Đó, dân tụi em là toàn này. Hết gì đâu. Sao Như? Nếu kiếm, thấy đó. Vô hai người đã hoàn thành, hai mẹ luôn. Hai người đã hoàn thành. Vô ăn hết gì đâu. Hai mẹ thêm một tô này nữa. Đồ ngon luôn. Ăn rau cho nó có rau. Mỗi người là một mẹ với một tô. Ăn quá dữ. Ăn rau cho nó có rau kìa. Mặt thấy láng miếng rau nữa. Ăn nữa đúng không? Cái này đang điều trị chị, đang điều trị. Mà anh thấy nó đỡ hơn á Dương rồi. Ok, chắc mình nhận xét rồi mình cứ muốn ăn nha. Thấy sao Dương? Yeah. Em thì hả, cơm nè mọi người. Cái kiểu giống như nướng cơm lam á, thì ở ngoài nó sẽ giống như có cơm cháy, nó cháy cháy nha. Mình gờ, mình cứ nghĩ là nó sẽ sao ta? Cứng. Cứng đúng không? Nhưng mà mình cắn vô nha, ở trong nó rất là mềm mà nó dẻo, ăn rất là ngon luôn. Còn cái gà thì lúc mà đem nóng rồi ăn thì khổ phải nấu rồi. Cái da của nó mà nó mình đụng vô mình, nói chung mình đụng nó cũng không phải giòn giữa nha, nhưng mình cắn vô mình cảm nhận nó giòn mà nó béo mà nó thơm, cái mùi mà cái quết mật ong ở ngoài phải nói là đỉnh của đỉnh luôn. Chấm thêm cái muối mè này nữa. Tuyệt vời. Cơm lam có chị hay sao? Từ trước nha em ăn cơm gà cơm lam bao giờ chưa? Không, lúc trước em có ăn rồi nhưng mà nó cái kiểu sao ta? Nhưng mà em ăn ở đâu? Em ăn trên Sài Gòn nhưng mà nó không có mặn ở đây. Điều đặc biệt á là Dương chưa bao giờ đi Đà Lạt cả nhà. Dạ đúng rồi, lần đầu tiên em đi. Đây luôn là lần đầu tiên Dương đi. Dạ. Và cái món cơm gà cơm lam này á thì em thực sự không biết xuất xứ nó từ đâu hết. Có lúc em đi lên Bắc, phía Bắc á, Sapa thì em cũng thấy có. Dạ. Rồi Đà Lạt cũng có, Sài Gòn cũng có, nhưng đặc biệt em không giờ ăn ở Sài Gòn. Đúng rồi, lúc tại vì thật ra Sài Gòn là chỉ là đem cái truyền thống của món đó đặc sản đi vào thôi. Đúng rồi. Đó, cho nên em ăn là thường em ăn ở đây hoặc là ở Bắc. Và em thấy cái vị thì cái kiểu mà vẫn giữ được, như mình ăn cái kiểu mà nếp á, nếp với chịu ánh nướng chung với cái tre hả? Là cái tre hả? Tạo ra một hương vị như là núi rừng. Cảm giác là mình ăn theo kiểu là thiên nhiên rồi. Thiên nhiên quá. Thì em nghĩ là nếu mà chút ai mà có thể là thử làm món này tại nhà, và có thể là mình đi vô suối hay cái gì đó, thì sẽ cảm nhận được cái vị ngon đặc trưng riêng của cái món này. À. Điều đó là tuyệt vời nhất. Mà điều thứ hai Nga muốn nói nữa, nếu như cảm nhận không tới được cái vị mà Nga đang phát biểu ra đây, thì còn gì nữa, hãy đến quán của chị Oánh đi. Để sẽ cảm nhận được cái vị hơn. Chân thật nhất mà Nga với Dương đang cảm nhận được. Thì đó cũng là clip mà anh em mình, chị em mình đã thử thách và được chị Oánh nhiệt tình tài trợ cho bữa ăn này. Thì rất cảm ơn chị Oánh, và cũng mong là khán giả xem sẽ có dịp đi Đà Lạt thì ghé qua đây. Không gian rất là rộng rãi, thiệt rộng lắm cả nhà. Và cũng có chỗ để xe đầy đủ luôn. Còn món ăn thì khỏi chê rồi, món nào cũng ngon hết nha cả nhà. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc clip để mình cho chị Nga nói một câu nữa thôi. Sao chị? Chị Oánh ơi, em không cần chị Oánh miễn phí một năm đâu. Nếu mà có dịp em ra đi chơi thì em ghé em thăm chị, ngồi ăn với chị bữa cơm là được rồi. Nha. Cảm ơn chị Oánh. Dạ. 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 Đó.
Rồi, chị anh vô đây đứng với tụi em cho Hùng chào cá Như vô Như. Thì anh mình có cái fanpage trên Facebook, nếu nhiều người yêu mến thì muốn cập nhật các sự kiện mini em event hãy like và tôi cho fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để phần mô tả. Mọi người hãy đăng ký luôn kênh Funny Hùng Vlog và kênh YouTube của Võ Sư Lộc và Nga Sumo. Đừng quên TikTok của mình là Funny Hùng 116 Võ Sư Lộc và Cô Bé 103 và hai tên là Funny Hùng Võ Sư Lộc và Võ Sư Lộc Funny Hùng. Trong giải sắp tới, như các bạn có bất cứ thế nào thì đã lại bình luận comment mình xem xét và đưa những bình luận phù hợp nhất để làm clip cho nhà công thức nha. Ok, xin chào các bạn. Xin chào. Em cảm ơn Duyên.